Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV của Tiên nha. Thì hôm nay Hai Dượng sẽ làm một món đặc sản miền Tây gọi là cá lóc luộc nhúng hèm. Luộc hay nhúng thì cũng vậy. Đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô nha mọi người. Đây một mâm cá lóc. Còn đây là mấy em cá lóc đồng ngày hôm qua Dượng ốc kéo con nè mọi người. Hôm qua kéo được nhiều hơn bữa Tiên quay. Đồng chính hãng luôn. Cá này nhúng mãi ăn là bá cháy u chét luôn nè. Chị đây. Ông nội chị Tư đang ngồi quan sát hai em rể nấu. Đây dĩa rau của chúng ta nhúng hèm ngày hôm nay là bạc hà, rau má, rau cần, rau muống, ớt với lại cái rau này là rau cần về lá. Gì này nãy nói gì vậy sao? Tầng về lá. Tầng về lá hả? Đổ dầu vô chảo cho nó sôi lên, thấm thêm sả ớt sả băm vô đảo đều lên. Wow, mùi thơm bốc lên. Bây giờ mình bắt đầu đổ hèm giống con mẻ lộn. Trời ơi, giống con mẻ mình lộn nha, nhầm người ta đến máy kinh tố ta quay nhưng mà mình sợ dính bít nên mình phải lượt cho nó hết cái cơm nó đi. Đừng quá trời, cái mùi bốc lên nè. Mùi của xả ớt. Hèm này nó đặc biệt có cái là nó thơm mùi vụ. Nó khác mùi cơm mẻ. Khác mùi cơm mẻ. Là cái này nó thơm mùi vụ. À, nó thơm mùi cái này giống tại vì nó là cái chất để nấu ra rượu mà. Đó. Ngon lành chanh đào ha. Vì hèm này nó rất là chua nên mình phải bỏ nước dừa vô cho nó chua, có vị đậm đặc thôi. Cho nó nhiều nước chút xíu dặn. Rồi mình cho một vài muỗng muối vô, ít muối vô cho nó dặn độ chua lại cái đã. Đây, này thêm vài muỗng đường vô nữa, hai muỗng, ba muỗng. Miếng xíu bột ngọt vô. Rồi nó sôi, bây giờ mình đổ cá vô nha bà con. Đổ cá vô nha. Cho nó thấm cái vị hèm. Thấm cái vị hèm thành hũ hèm luôn. Wow. Rồi mọi người ăn cá lóc nhúng hèm cùng với cái Nhỏ Tiên nha. Là bằng gạo. Gạo nó làm cái con rượu đó. Gạo, nó gạo làm con rượu mang là ta nấu rượu rồi, nấu ta lấy cái rượu cái mùi hoa rượu còn hèm. Cái này là người ta gạo người ta ủi men để nấu rượu á mọi người. Có thể là nhiều người sẽ biết á. Ta ủi rồi ta nấu ra cơm rượu. Hồi đó bà ngoại Tiên là chuyên danh nấu rượu bán, chuyên danh cái hèm này lắm. Cái hèm này nấu xong thì mình cho heo ăn. Hay mình thành heo mình ăn hèm luôn. Không có là đúng rồi, cho heo nhiều quá trời mình ăn nấu hết cho heo ăn. Nói chung là có phần là phần cuối cùng của cái này là quy trình nấu rượu. Đúng rồi, lấy ra thì nó sạch. Nấu xong rồi là người ta sẽ vớt cái cám, người ta sẽ nhồi cám để đắp vòng vòng cho nó kín hơi ở cái mép nồi á. Nhưng mà cái này mình mới vừa ra lò luôn nha. Nó nóng đúng nổi luôn. Rồi. Mời mọi người ăn nha, mời Hai Dượng ăn mời. Chào mọi người nha, mọi người. Này là cá đồng nguyên thủy luôn nha. Với nhà cô gia đình mình nha. Ra đây dễ ăn các bạn, dốc quạnh. Trên để nước chăm nữa mình múc. Mọi người cũng múc. Đây, để thử miếng cá luộc hèm nha. Chị mình sẽ chấm với muối ớt. Muối ớt, cục, muối cục với ớt. Ớt hiểm, chấm vô đây. Bảo chảy bùi cá. Rớt cái nách luôn nha mọi người. Ăn nhét luôn, dịch quạnh. Mà nó đặc điểm cái nó ngon cơ mẻ là nó thơm mùi vụ. Ăn này có xay không ta? Không, không dễ gì. Không xay, nó hết rồi. Nó lấy ra hết. Còn rượu đâu nữa mà xay. Nó thơm thơm. Cơm rượu được xay không? Wow, cực kỳ ngon. Cá này cá lóc đồng chuẩn. Cá hàng ao. Chứ không phải hàng pha ke. Luộc hèm, trời ơi hèm tươi mới ngon mà chấm với muối ớt. Ôi mẹ ơi. Ngon mẹ. Ngon không? Ngon. Chiều nay bên nhà hàng xóm có cái tiệc dĩ bển đó mọi người. Cái không biết mọi người có Dượng sáu Dượng hút cái này không có đi không? Chắc Dượng cũng đi cái cá bản chút.
Ní ruột mà. Ní ruột hả? Vậy là ăn này ít ít thôi, đừng cho say nha. Để ăn nhiều quá say chiều đi bánh nhậu không nổi à. Nói quê vậy á. Tổ chức nhậu cái mời anh em vòng vòng lại chơi. Đó. Mẹ đi không mẹ? Không. Sao nãy con nghe nói mẹ đi mà? Dạ, cả anh nhậu. Chiều nay con đi bánh hỏi mẹ hỏi bánh. Lỡ người ta ngủ quá mà mẹ cũng phải đi. Có giờ em cũng mềm lòng. Người ta chạy xe qua người ta gước chị Tứ ơi, chị Tứ ơi, chị Tứ ơi, không đi em dặn. Đi. Dạ, anh ngon ngủ. Cái mốt mời lại người ta không đi. Chắc cũng ở nhà người ta ăn ngon, ta ngủ. Ừ. Cũng chơi chứ ở miền Tây mình á, rất là hiếm khách. Ừ. Kiểu mời qua mời lại mọi người. Nếu mình không đi nhà người ta, mình mốt là cũng nghĩ đi nhà mình luôn. Ngồi chơi mình xuống ruộng chơi dế luôn. Chơi ta hai thằng trình thôi. Mẹ tính chơi dế hả? Chị Tư tính chơi dế hả? Ăn đi. Đang ăn. Chị đang ăn nè. Chị đang ăn nè chứ có người có ngừng nào đâu. Nhà liên tục có ngừng nào đâu mọi người. Ăn cá đi Tư. Không có. Thôi được ăn cá nhiều. Em nói chiều nay bánh đã heo ăn, ăn ít ít rồi để bánh ăn lòng heo. Nghe nói chuyện này bánh cũng đồ heo. Bỏ rô má. Rô má, bà bán rô má gì hết. Mình xin rô má. Ăn rô má vô đẹp da ha. Thôi con thèm uống nước rô má qua mai mẹ đi mua giùm con vài bình rô má nha. Rô má xay á mẹ. Rô xay dừa. Chịu có bán không ta? Rô má này còn đó, họ mình chặt cái dừa đó vô quay. Không, có sáng, có ngọt, có đẩy bán. Chịu không? Còn ăn không? Còn rô má không? Còn mà. Còn thằng nữa. Đi mà mình xay uống đi. Không, xay không đủ đâu. Được, ăn nhiều lắm mà. Mày vườn, ngoài vườn mình cũng có kìa, ra mẹ. Ờ, giờ này ngồi lấy cái chết tới ngày mai nó trong. Một con sống. Một sống rồi. Trời, bên đây sao trời sắp tiếng mưa nên là cả nhà. Cắt ngang, nó mau. Cắt ngang không mà. Tao đâu có cỏ đâu. Rau má đâu cắt ngang, cắt ngang hả? Ủa, chợ mình chiều không có rau má hả? Có. Rau má mua ra. Không có, chỉ là rau má thôi, rau má thì tao nập đau á. Có. Có. Chỗ mà quán mà vô mình mua rau má thì người ta quay điện cho mình á. Còn mình đây mình có đồ thì mình quay nhà đúng không? Không có hơi mùi hèm chứ nha. Đâu không. Phần nghe như có thoát thoát có mùi rượu rượu rồi ha. Rồi mẹ cho mẹ hấp miếng nước cho nó xỉn xỉn rồi mẹ. Để xỉn hả? Chan cho mẹ con mấy viên nước cho bà xỉn đi. Không. Mà vừa mà dở ra rồi ha, có cá dục vô liền khỏi nấu, hồi chín rồi. Để nấu gì nữa. Bỏ rau vô, nổi duy nhất. Người ta ăn rồi tôi nhặt rau, nhúng vô nhiều. Chứ mà rau thì hầm nhúng, nhúng đậu hầm cà má nè, cà má nhúng một. Thì con má với ba cái biết gì không? Rau cần. Chẳng lẽ có lục bình nữa mà, nãy mình đi mua lục bình chắc kiều rồi. Nên phải sáng mình quên mua. Để đi chợ ta hết. Ở quê mình là ngày nào cũng có lục bình hết, chứ không phải là muốn ăn là có thôi. Mà bán chỉ buổi chợ sáng thôi. Bây giờ đi bẻ cũng ơn cũng được. Tại mình không đi luôn. Bẻ tại nãy trình nắng. Ở quê này á mọi người đi chợ là phải đi từ sáng sớm mới có rau ngon, thịt ngon. Chứ mà đi chợ chiều rồi là coi như không còn gì để mua. Đi chợ trễ thì sáng rồi đi ăn bún rồi, chi trễ thì còn không có bún ăn. Bán chợ đang bán đắt lắm. Chợ của Tiên nó kiểu đông lắm mọi người. Chợ lớn, đông. Nơi tinh hoa hội tụ, bốn phương tám hướng đổ về đông lắm. Ngày ngã tư, ngày năm. Ngày năm rồi. Chợ anh Tiên ngày năm. Năm ngã đổ về. Đông người ta. Nói chung là giáp đến bên cầu đỏ còn qua đây chợ mà đây dân bên cầu đỏ còn qua Thiên Giang đi chợ mà giáp ba tỉnh dân Hậu Giang qua giáp ba tỉnh Hậu Giang Bạc Liêu qua dân Hậu Giang Bạc Liêu qua chợ Thiên Giang Hậu Giang với Bạc Liêu Thiên Giang là giáp ba tỉnh chợ Tiên này đi chút xíu là qua cầu đỏ đi chút xíu là qua Hậu Giang mọi người nó giáp đó. Chợ cũng lớn cho nên là dân bên đó mỗi lần mà có đám tiệc gì cần đồ nhiều là qua bên đây mua tết nhất thì cũng đồ xưa người ta kêu là gà gái mà tới ba tỉnh nghe đó. Gà gái là tỉnh là ngay cả địa mình. Thấy không ta?
cá đĩa đó, bà gái ba tỉnh Hậu Giang với Bạc Liêu, Kiên Giang. Nghe chứ nghe dùng ghê chứ gà gái mà kêu nghe tới ba tỉnh luôn. Sáng đi Bạc Liêu ăn uống cà phê, chiều về Hậu Giang ăn bún. Buồn người ta không? Được, được. Chân này rộng không? Rộng 3-4 ngày. Chàng miếng nước không? Nãy nãy giờ qua chàng nước không vậy? Có hút nè. Sao chị tương chàng? Chị tương sợ xỉn hả? Nó hấp miếng hèm đi tỉnh chứ. Uống hèm. Uống hèm. Hèm uống được, mình uống được. Chị sao uống hèm luôn nè. Hèm chịu sốc hèm một cái là nóng. Tới không? Nóng. Nóng rồi. Cá cũng ngon ha. Nóng bao luôn ha. Nóng mà nó chua, nó cay. Cái gì mà gió thổi quá trời rồi nó bay luôn. Trứng là tiền. Con nào cũng trứng tiền gì. Nhìn bầu lòng luôn, trứng luôn. Trắng này là nó. Này là mình xin chín rượu rồi. Ê, mốt nấm không dám ăn. Chờ để thằng Giang lại. Mốt nấm ăn vô đây này, má nhà nó dao. Ăn vô nó không. Nó hút nước đi lắm luôn. Nó giữ nhiệt. Ê. Chua. Chua dữ à, con dừa. Chua còn hơn là tính chua nữa. Chua còn hơn cả mẻ. Không, miếng cơm. Còn, hấp bách nổi. Còn nhỏ mà. Hấp bách nổi hả chị Tư? Hàm là sao quá thì chua chứ, cô ta đâu chịu dữ. Quá ngày. Quá ngày. Nó chắc nó nặng chanh vô thêm. Mình cho chua chua. Bà bán hèm. Bà bán hèm mình chơi kỳ quá, cho nặng chanh vô hèm. Cái này là tặng cho bạn có bán được nữa. À, có bán rồi là tặng à, cái này ta cho. Bà thấy về đây luộc con mẻ là bà cho miếng chanh vô. Miếng chua. Ồ, vậy là cho ha. Mà nói chung là người ta nấu rượu này hàm để mình mua mà đã về làm nấu rồi ăn, người ta không bán đâu, ta cho. Còn nói chung cái này mình cũng đâu có xài nhiều được đâu. Nghĩa là nguyên một khát vậy ta bán có mấy chục ngàn bà. Bán mấy ngàn hả? Mười mấy ngàn hay mấy ngàn, giờ nguyên khát ta mua về cho theo á. Gấp giùm không, gấp cho. Đó, còn... Mình múc có con thao nhỏ. Thôi tính ra chua vậy mà bắt con heo nó ăn thì con heo nó cũng dữ dằn của bao giờ. Nếu giờ chua mà nó ăn được không ai nha. Nó nói mình ép nó nặng không biết gì đâu. Cấu nó chết mà không ai cho ăn người ta. Mà chua thiệt. Quá trời chua. Mà giờ nó còn cái heo hèm thích đó. Ăn thức ăn nhiều mà. Còn. Nuôi mấy người nuôi heo nái rồi. Nuôi heo đẻ. Mấy người nuôi heo ăn hèm là cái như bao tử với cái ruột mình không dám. Mà sao nó uống ốc 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 luôn á. Nó mê luôn á. Ăn thích nó quay. Nó ghiền hay sao nó liền á. Nhưng mình uống rượu gì. Chứ nó ghiền rượu. Không gấp được đũa chứ đâu có gấp xoay đâu. Tại bởi vì nhà mình, bởi vì mình phải đi kiếm cá nhiều mới đủ ăn chứ còn ít không phải là chua, ăn nó giảm cân không phải tăng lên lượng ký chắc thuộc sụt lại chứ không thuộc thêm chưa bớt cân được thơm không rồi giảm mới nhất rồi giảm mới rồi đưa chứ ăn mấy cái món này là mình từ rau là nó ngon hơn. Chiều nay mẹ với mấy dượng đi đâu là con đu thôi đó. Trời mưa rồi, đu không được không? Có nằm mất vậy. Để ngang cửa mà. Chừng nào mọi người về con mới về. Ở hoài. Ngồi chào hoài. Cái hoài á. Giống như gì, nằm già, ăn già, ăn già. Ai đi đâu mình đi đó, cho nên người ta về mình về cũng mới về thôi. Trong mùng người ta ngủ luôn, để mùng chụp bánh năm trong.
cá, quá trời cá luôn. Cá lóc này rồi, cá lóc này non không? Cá lóc này ngon. Con nghĩ ăn, con nghĩ ăn, con no này. Con dám ăn cho mà gấp không à? Hai chị em ta ăn nhiệt tình. À, chị Tư vậy, bữa về Hàn Quốc có miếng cá này không ăn thèm? Vâng, về Hàn Quốc không có cá. Thèm dữ lắm đó nha. Nói chung là gì, một rán cũng giao này kia nó cũng không có bằng Việt Nam đâu nha. Lấy ra chị cũng ra đi. Ra bỏ rồi. Quá trời quá đất rồi mọi người. Không biết say mò hay say hèm nữa mà. Quá trời ngon. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Vì Quán TV và trang Facebook của Thị Kỳ Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.